Được sự hỗ trợ của Cộng hòa Liên bang Đức và sự phối hợp của Ủy ban nghiên cứu chất độc hóa học giải xuống Việt Nam trong những năm chiến tranh, làng trẻ hòa bình ra đời sau sự kiện ca mổ thành công đầu tiên tại Việt Nam của Bệnh viện Từ Dũ, tách đôi cặp song sinh dính liền Việt-Đức. Hàng năm có từ 30 đến 40 đứa trẻ dị tật bẩm sinh ra đời tại Bệnh viện Từ Dũ bị cha mẹ bỏ rơi. Và hàng năm cũng có khoảng 20 đến 30 em qua đời. Làng Hòa Bình có hơn 60 em từ sơ sinh đến 16 tuổi. Hầu hết các em đều bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra. Nhiều bà mẹ đã hóa điên ngay lần đầu tiên nhìn thấy đứa con rất ruột. Các em không chỉ là nỗi đau mà còn là nỗi sợ hãi của các ông bố bà mẹ. Nhưng khi chính bị chúng cha mẹ đẻ từ chối thì vẫn còn có những vòng tay nhân ái của các tập thể y bác sĩ trong bệnh viện Từ Dũ. Cha mẹ của chúng nay là 30 nhân viên làm việc trong làng trẻ. Chúng tôi có cách coi các con như con đẻ. Mọi người làm việc bằng cả tấm lòng, sự chăm sóc đời sống vật chất tinh thần và cho đứa trẻ hết sức đặc biệt. Dị tật của những đứa trẻ rất đa dạng, nhẹ nhất là cấn khớp, quặt chân tay, cụt tứ chi, đầu to, đầu nhỏ, không có miệng, mặt biến dạng. Tội nghiệp nhất là những em vừa dị tật vừa thiểu năng trí tuệ, chỉ duy trì đời sống thực vật. Có em 8 tuổi nhưng chỉ biết bằng một đứa trẻ lên 9. Có em 8 tuổi nhưng chỉ bằng một đứa bé khoảng 9 tháng tuổi, lại mang trên thân hình yếu ớt, một cái đầu quá khổ gấp 3 lần trọng lượng cơ thể. Em không thể ngồi thẳng dậy được từ khi mới sinh ra, đến giờ chỉ trong tư thế nằm sấp, cái đầu khổng lồ lăn qua.